Cô chào các em, hôm nay mình sẽ ôn tập kiểm tra giữa kỳ 2. Các em sẽ luyện giọng quãng 2, quãng 3 và quãng 8. Nội dung ôn tập gồm hai bài hát Mùa xuân cho em, Vùng cao quê em và bài đọc nhạc số 4. Các em sẽ lắng nghe lại các bài hát và đọc nhạc, ôn lại nhịp độ, cao độ, trường độ, vỗ tay theo tiết tấu và vỗ tay theo phách. Bài hát Mùa xuân cho em, nhạc và lời Nguyễn Văn Hảo. Mùa xuân em đến
nương đồi nương xanh, nắng ngó vàng lúa ngọt ngào hương ư rưa gió vui đùa trên nương. Này bạn bạn ơi, vui cùng nhau đến trường, làn gió nhẹ nhàng thân thương. Lời cô thầy hôm nay mãi nhớ ghi gắm hồng hành mai dựng xây ở quê hương mình. Các em học thuộc lời bài hát, học đọc nhạc, kết hợp vỗ tay theo tiết tấu và vỗ tay theo nhịp.